À, những bản tin mà Nguyên sẽ bổ sung vừa qua, Nguyên có thể là những bản tin Nguyên thiếu sót hay là bản tin đang nóng nhất mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Ở tại Nga ngày hôm nay có hai bản tin mà Nguyên thấy là nó có tầm quan trọng, vô cùng quan trọng. Bản tin thứ nhất đó là Putin sắp sửa đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Cái lý do mà ông Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ là ông đi năn nỉ. Ông đi năn nỉ Thổ Nhĩ Kỳ. Vì các quý vị cũng biết là hiện bây giờ Putin ông ta có thể nói là bành trướng, hoành hành tại Biển Đen. Ông ta đe dọa hết tàu này đến tàu kia. Tàu nào đi ông ta cũng bắn. Nên là hiện bây giờ cái vấn đề ban giao á, thương mại giữa ở tại khu vực Biển Đen nó bị bế tắc. Có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ không có thể bán lương thực cho nước này, nước kia ở trong khu vực được. Vì mỗi chiếc tàu đi trên Biển Đen đều bị đe dọa. Thì Thổ Nhĩ Kỳ mới tức giận. Nên ông Thổ Nhĩ Kỳ ổng mới ngăn chặn cái cửa cổng. Cái cửa mà ga vào. Nó là tàu bè của Nga hiện bây giờ bị bế tắc. Ngày hôm qua thì ông Putin đã kêu gọi ông Tổng thống Erdogan là hãy thả cửa cổng ra để cho ổng bán ngũ cốc cho những quốc gia châu Phi. Nhưng ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ổng im lặng, ổng không phất lờ luôn. Thường á, là khi có một cái người mà kêu là đồng cấp của mình, một cái người mà kêu là Tổng thống một cái quốc gia nào đó, họ lên tiếng vì cái vấn đề gì đó, thì lịch sự, lịch thiệp thì chúng ta phải trả lời. Một là trực tiếp trả lời, hay là Bộ Ngoại giao trả lời, hay là lãnh sự quán trả lời. Thổ Nhĩ Kỳ không phất lờ luôn. Ông Erdogan, ông không nói một câu nào luôn. Nên làm cho Putin phải bắt buộc giết những lời nói không áp dụng. Putin phải trực tiếp đi đến. Nhưng mà đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi, Putin có được an toàn không? Là một câu hỏi. Nên Putin đã hỏi thăm Thổ Nhĩ Kỳ rằng là: ê, tôi đến đó, các ông có bắt tôi không? Ê, các ông có bắt tôi không? À, chú và anh chị em, tội nghiệp Putin lắm. Bây giờ Putin đi đâu cũng teo teo hết. Đi đâu cũng không biết là mình đi đến đó rồi, mình có bị chụp không? Nhưng mà Putin có ý định gửi thông điệp trước là tôi muốn gặp ông trực tiếp, là muốn mặt đối mặt nói chuyện. Chứ chúng ta không giải quyết được qua telephone hay qua những cái dòng tin nhắn. Nên là tôi muốn bốn mắt nhìn nhau để mà giải quyết cái mâu thuẫn vấn đề ngũ cốc ở tại Biển Đen. Nhưng ổng có đi được hay không? Và ông Erdogan là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có chấp nhận ổng hay không? Vui lắm các quý vị. Các quý vị phải coi ở đài truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ mới vui. Nó làm những cái phim hoạt hình châm biếm đó. Nó lấy ông Erdogan, ổng lấy cây, ổng đập ông Putin như thế nào, vui lắm. À, thì cái điều này nói chúng ta biết là lý do mà Nga đó mà phải giống như là năn nỉ Thổ Nhĩ Kỳ là bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ cầm cái cán ở tại Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ là người mở cánh cửa, mà Thổ Nhĩ Kỳ mà đóng cánh cửa thì là vấn đề vận chuyển ở tại Biển Đen nó sẽ là bế tắc. Nên là ông Nga, ông bắt buộc phải hạ nước giọng xuống để năn nỉ Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái điều này nó cũng rất là lý thú để chúng ta xem trong những ngày kế tiếp nó như thế nào. Nhưng nó không lý thú bằng ngày hôm qua Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Đó là Tổng thống Belarus. Ôi rồi cái vấn đề mà lực lượng Wagner tấn công vào Belarus không có đâu. Các anh lui mình đi, các anh lui mình đi. Hiện bây giờ Ba Lan vẫn đổ xô lực lượng quân sự áp sát biên giới Belarus. À, thì ông Tổng thống Belarus thì ông sợ quá rồi. Vì Ba Lan diện cái lý do rằng là tại vì các anh nói lực lượng Wagner sắp sửa tấn công tôi, nên tôi sợ quá tôi gửi binh đến. Bây giờ ông nói, tôi nói chơi thôi, các anh lui binh xuống đi, các anh lui binh về đi, tôi nói giỡn thôi mà, làm gì dữ vậy, nói vụ vậy đó. Ngoài ra thì Belarus đang chuẩn bị ký hợp đồng với tập đoàn Wagner, làm sao biến tập đoàn Wagner trở thành tập đoàn của Belarus. Ngày xưa là tập đoàn của Nga, các quý vị nha, biến thành tập đoàn của Belarus. Nhưng không biết là ông Tổng thống Prigozhin, ông có đồng ý hay không? Xin lỗi, ông Prigozhin, chồng Wagner có đồng ý hay không? Thì mình chưa biết. Nhưng mà ông Belarus, ông muốn hoàn toàn tập đoàn Wagner không còn thuộc về của Nga mà thuộc về của Belarus. Thì chúng ta sẽ chờ xem coi tình hình nó như thế nào với cái bản tin này trong những ngày kế tiếp. Và bây giờ một bản tin chấn động nhất mà Nguyên muốn chia sẻ. Nga trong tương lai có thể nội chiến. Hiện bây giờ thì chưa, nhưng bắt đầu có sóng ngầm và lo lắng. Sau cái cuộc binh biến do lực lượng Wagner đã tạo thành,
thì chúng ta đã thấy rõ được là cái sự rạn nứt trong quân đội. Rồi chúng ta thấy là Putin đã thay đổi 16 tướng lãnh chỉ huy và cắt chức rất là nhiều người. Và hiện bây giờ làm cho cái vấn đề lo lắng. Cuộc chiến tranh trên chiến trường giữa Ukraine và Nga thì Nga hiện bây giờ đang không nằm ở trong cái giai đoạn mà kêu là kèo trên mà ngược lại là kèo dưới. Và Nga bắt đầu yếu thế. Mà ngược lại đất nước Nga đang bị cô lập, nền kinh tế của Nga đang suy yếu. Đồng tiền của Nga ngày hôm nay tuột giá một cách thê thảm nữa. Đồng tiền thê thảm. Và nó nói chúng ta biết được là Nga đang gặp những cái vấn đề khó khăn. Gần đây nhất thì ông Putin, ông đã ban lệnh kêu tất cả những thống đốc của những vùng, những miền phải đóng góp nhiều hơn cho chính phủ. Có nghĩa là phải chi tiền nhiều hơn cho chính phủ. Những thống đốc này không đồng ý. Không đồng ý khi Putin đã nhu cầu những mỗi địa phương, mỗi vùng phải nộp chi phí nhiều hơn so với những năm vừa qua. Và họ không muốn. Hiện bây giờ những nguồn tin cho biết là mỗi ông thống đốc bắt đầu là chiêu mộ binh của mình. À, hiện bây giờ mỗi ông thống đốc ở địa phương, ở cái tỉnh thành của mình, các anh chị, ông ta tự chiêu mộ binh sĩ của mình. Có những lực lượng riêng cá nhân của mình càng ngày càng nhiều. Và đây là một cái dấu hiệu rất là tồi tệ cho Putin. Hiện bây giờ họ không còn tin tưởng nữa là đất nước Nga có thể trụ được lâu. Nếu một ngày Putin bị tan rã thì mạnh ai nấy làm vua. À, tôi là ở khu vực này của tôi, bây giờ tôi muốn làm vua, tôi muốn làm tổng thống. Lực lượng quân đội tôi có sẵn. Hiện bây giờ Putin muốn đi cầu cứu các vị, nó nuôi quân, đúng, có thể dùng cái chữ nuôi quân thì đúng hơn. Bây giờ Putin muốn cầu cứu những cái ông thống đốc này để ông gửi hỗ trợ binh sĩ, ông cũng chẳng thèm gửi. Vì ông nào cũng thủ cho mình hết. Ông nào bây giờ cũng thủ cho mình hết. Ông nào cũng muốn nuôi binh sĩ của mình hết. Ông nào cũng nói một cái lý do là chúng ta không chết ở tại Ukraine. Có chết là chết ở tại quê nhà, bảo vệ lãnh thổ của chúng ta. Thì ông nào ông nấy cũng đang có một cái xu hướng không chống đối Putin. Hiện bây giờ chưa có dấu hiệu chống đối Putin, nhưng tự bảo vệ lấy mình. Vì ông ta không biết trong tương lai đất nước Nga nó sẽ đi đến một cái giai đoạn nào. Và ai cũng thủ cho mình hết và không ai dám liều mạng vì Putin hết. Chưa đến cái giai đoạn mà Putin tiêu. Nhưng nếu Putin thất thế chiến trường là Putin tiêu chắc. Nếu cuộc chiến tranh hay là kinh tế Nga sụp đổ là Putin tiêu chắc. Nên là cái điều này là Putin đang rất là lo. Putin đang cầu cứu Trung Quốc, đang cầu cứu những quốc gia đồng minh. À, cô chú và anh chị em, nguyên nổ hả? Thì cứ cho vậy đi, cứ cho là nổ đi. Đó. Cô chú và anh chị em, nên là cái điều đó nó sẽ xảy ra trong những ngày kế tiếp. Và cái vấn đề, cái kịch bản mà đất nước Nga chia năm xẻ bảy, đất nước Nga sẽ tan rã từng mảnh nhỏ, trước sau gì nó cũng sẽ đến. Không có quốc gia nào đã có cái diện tích đất đai lớn quá lâu trong lịch sử cả. Nga đã chiếm cái vị thế này đã quá lâu. Và trước sau gì cái đất nước Nga nó cũng sẽ tan rã. Cái chuyện đó Nguyên nói với các quý vị là chỉ là sớm hay muộn. Nếu chúng ta coi lại một cái quá trình lịch sử và chúng ta có đọc sách vở nhiều về cái lĩnh vực này thì nó trước sau gì nó cũng vậy thôi. Trước sau gì nó cũng vậy. Trước sau gì nó cũng đến vì một cái quốc gia nó có nhiều sắc tộc khác nhau, nó đa dạng, nó lớn quá và nó sự kêu là cái sự công bằng nó không có. À, công bằng nó không có thì nó sẽ xảy ra sự mâu thuẫn và nó sẽ đòi độc lập. Nó chuyện đó là không thể tránh khỏi đâu. Không thể tránh khỏi. Cái đó là điều đó nó có thể xảy ra, mà nó không phải xảy ra chỉ có Nga không, ở dưới Mỹ cũng có thể. Đừng có quên là nước Mỹ đã từng đòi độc lập rồi, nghe, Texas đã đòi rồi. Trong cái bầu cử vừa qua, Texas người ta có được bỏ phiếu để đòi độc lập rồi. Chuyện đó nó rất là dễ xảy ra. Những cái quốc gia nhỏ thì không có, nhỏ quá đòi độc lập cái gì. Nhưng mà những quốc gia diện tích đất đai Trung Quốc cũng có. Bây giờ ở miền Bắc Trung Quốc xâm lược họ sẽ đòi độc lập. Đó là chuyện bình thường. Đó là chuyện rất là bình thường. Nó không phải có cái gì ôi thằng nè, cái sự việc nó diễn dông, nó không xảy ra không. Cái này nó không diễn dông, nó là sự thật. Cả đất nước Mỹ không có chiến tranh người ta còn đòi độc lập. Cả Canada dùng Quebec người ta cũng đòi độc lập được. Nên không có cái gì mà diễn dông. Cái đó là chuyện dễ dàng xảy ra. Đặc biệt là trong một cái quốc gia lâm nguy, sắp sửa chiến tranh, sắp sửa tan rã thì còn dễ xảy ra hơn nữa. Nên là có nhiều người thì người ta nghĩ là cái chuyện đó tại vì mình bôi nhọ danh dự của Nga, mình chống Nga, mình nói như vậy, nhưng không phải. Cái đó là thực tế nó dễ xảy ra và nó có thể xảy ra trong những năm kế tiếp. Thì ngày xưa Liên Xô cũng là một cái khối của nó tan rã ra nhiều mảnh nhỏ.
cái chuyện đó chúng ta càng lớn chừng nào thì nó dễ tan vỡ chừng ấy thôi. Đó là bản tin liên quan đến tình hình của Nga rất là xấu cho Putin ha. Mấy bác nào mà ủng hộ Putin thì cầu nguyện cho Putin đi nha, lo lắng cho Putin, đại đế của mình mà. Nên là lo lắng cho Putin. Nếu không, ông không có gửi cỏ nữa là chết. Không gửi cỏ nữa làm sao ăn được. Đói chết. Nên là cũng lo Putin đi cũng được. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề về đất nước Nga. Và bây giờ chúng ta cũng giống như đất nước Nga xong, chúng ta bay máy bay, chúng ta qua bên Mỹ. Qua bên Mỹ. Bên Mỹ ngày hôm nay có một bản tin khá là vui đây. Mà ngày hôm nay đồ tòa bạch ốc rối bời lên hết. Tự nhiên có một cái cuộc điện thoại nói rằng là có ai đó xâm nhập vào tòa bạch ốc, cầm súng. Bắt đầu tòa bạch ốc, trời ơi, điều động lực lượng. Làm dữ dội lắm. Tòa bạch ốc rối bời lên hết. Cuối cùng không có gì hết. Cái câu chuyện nó rất là vô lý như vậy. Nhưng đảng Dân Chủ cũng khai thác được. Và người chống cựu tổng thống Donald Trump cũng khai thác được. Nhiều khi Nguyên không biết các quý vị chống với các quý vị mù quáng hay gì, Nguyên không hiểu. Mình chống thì chống, ok, mình có quyền, không ai cấm mình chống hết. Mình thích chống Cộng sản, mình thích chống Trump, mình thích chống ai, mình chống chuyện của mình, quyền của mình. Đó là tự do mà, tự do là mình tôn trọng điều đó. Nhưng mà chống nó phải có hợp lý. Cái chuyện này có một cái cú điện thoại, nó điện thoại vô tòa Bạch Ốc. Nó nói là có ai đó đang cầm súng vào tòa Bạch Ốc. Thì cái an ninh tòa Bạch Ốc nó báo động, nó tấn công vào, nó đi so xét, nó sợ quá trời sợ. Nó kiếm người đó và nó thấy không có cái gì hết. Cái câu chuyện nó đơn giản là như vậy. Ô là bởi vì ông Trump ông bị truy tố đó, nên mới có cái chuyện đó mà tấn công vào tòa Bạch Ốc, mới có cái chuyện như vậy. Có liên quan gì với cựu tổng thống Donald Trump? Trời, chống ghét nó bị lú hay gì? Nguyên nói chống ghét nó bị lú hay gì? Có liên quan gì cựu tổng thống Donald Trump bị truy tố trong này? Tại sao cái gì nó cũng kéo cựu tổng thống Donald Trump vô vậy? Bởi vì cựu tổng thống Donald Trump bị truy tố nên mới có sự đe dọa tấn công vào tòa Bạch Ốc. Adu. Cái điều đó bữa nay nó không có thật. Bây giờ nếu nó có thật, nguyên chữ là nếu. Nếu nó có thật, có ai đó cầm súng tấn công vào tòa Bạch Ốc. Vì có liên quan gì cái cựu tổng thống Donald Trump? Phải chăng là sự bất lực an ninh của các anh, cái nơi an toàn nhất trên thế giới, các anh còn để xì ke ma tí nó gất lọt. Bây giờ người ta đứt tòa Bạch Ốc, người ta đi ra đi vào có súng ống dễ như vậy à? Các anh không có bảo vệ à? Không phải là cái sự bất lực cá nhân của các anh? Ồ, tại vì ông Trump. Joe Biden. Chứ không phải là đổ xô đâu, đâu phải họ đổ đâu. Đâu phải họ đổ đâu. Nếu thực tế có người cầm súng tấn công vào đất, đó là sự bất lực an ninh bảo vệ các anh nó không chặt chẽ. Tại sao bây giờ đổ lỗi cho tại bởi vì ông Trump ông bị truy tố nên là cái tội mà nó cuồng Trump nó làm như vậy đó. Có nghĩa là mình không nói là cái lỗi yếu kém của mình không đánh giá được thông tin thật hay giả. Tòa Bạch Ốc không phải ai muốn vào là vào, muốn ra là vào mà không có xét xẻo, không có điều tra. Mình hoàn toàn không biết mà ngược lại đổ lỗi cho một người khác để mày chạy đi trốn trách nhiệm của mình. Nó kỳ thế. Nguyên là không thích chấm cái kiểu đó, là nó thực tế với các quý vị là Nguyên tôn trọng các quý vị chấm bao nhiêu cũng được hết. Các quý vị có điểm, có thể quan điểm, có ý kiến của mình đưa lên, nhưng mà chấm nó phải là hợp lý. Nó phải hợp lý, nó phải hợp logic. Cái này cái chuyện nó chẳng có liên quan gì hết. Nó không có liên quan gì, các quý vị cũng kéo nó vô chấm. Và bởi là như vậy rồi các quý vị đổ lỗi cho người ta là như vậy. Sao được? Chuyện đó hơi kỳ kỳ. Ngoài ra thì có chuyện vui nữa, ở tại Mỹ nó có nhiều chuyện các vị, sắp sửa bầu cử hôm nay, sắp sửa tới cái thời điểm mà nó, thì mấy ông đảng Dân Chủ, mấy ông chấm cựu tổng thống Donald Trump sau cái lệnh truy tố về vấn đề là lật đổ cái bầu cử, và người ta đang sắp sửa ra tòa, thì các vị cũng biết là chuyện gì đó đã xảy ra. Chuyện gì đó đã xảy ra thì mới đang cho, đúng rồi, truy tố là đúng rồi, ông Trump đúng tội rồi. Đúng rồi, tôi muốn truy tố ông lâu rồi, trước mà tôi làm không được, bây giờ truy tố được là đúng rồi. Đúng chính xác rồi, trời ơi, không còn gì sai nữa. Trời ơi, chúng là đúng rồi, đúng rồi. Đó là vậy đó. Bây giờ mấy ông đảng Dân Chủ với mấy Renault là khoái lắm. Renault là khoái lắm. Đúng tủ rồi, trời ơi, ông này là tội chắc, chết. Đấy, thì bắt đầu... Các quý vị thấy rõ không? Có nghĩa là họ không cần biết suy nghĩ là ok, cái sự truy tố này nó có hợp lý hay không? Cái giai đoạn này phải tại sao truy tố vào giai đoạn này? Tại sao chúng ta phải như thế này? Không cần quan trọng.
À bây giờ truy tố cựu tổng thống Donald Trump là ok, là ok. Nguyên thì Nguyên sống với cái thế giới tự do, Nguyên tôn trọng tất cả những cái suy nghĩ đối lập, cái quan điểm đối lập của mình. Nguyên suy nghĩ đồng ý hết tất cả các quý vị là ai cũng có cái quan điểm chính trị của mình bảo vệ. Nguyên đã nói rồi, chúng ta có những cái lý tưởng bảo vệ, mỗi người bảo vệ đều khác nhau hết. Người thì bảo vệ cả trái đất, giống như là những cái tổ chức thiên nhiên, khí hậu, tổ chức xanh, họ bảo vệ cả trái đất. Cái trái tim của họ, họ lo trái đất. Có những người thì họ bảo vệ trong trái đất, có nghĩa là môi sinh đời sống nhân loại trong trái đất. Có những người họ bảo vệ chỉ có giá trị và quyền lợi đất nước của họ. Tôi không cần biết Mỹ, Canada, Úc, Việt Nam, châu Phi, ui, không liên quan với tôi chỉ biết đất nước Pháp tôi đủ rồi. Tôi chỉ biết Mỹ tôi là đủ, tôi chỉ biết dân Mỹ tôi thôi. It's enough, đủ rồi, có chuyện khác tôi không cần lo. Có những người họ biết rồi, có những người thì họ, ôi, đất nước lo lớn lắm, tôi chỉ biết đảng tôi thôi. Tôi đảng Dân Chủ đã đủ rồi. Ha? Đảng của tôi is the best. Đảng Cộng Hòa của tôi thôi, đảng Dân Chủ của tôi, đảng Cộng sản của tôi thôi là đủ rồi, còn mấy khác không bận tâm. Ai nghèo đất nước nghèo giàu vậy, đảng tôi giàu là được. Có những người thì họ ích kỷ hơn chút xíu nữa, họ chỉ bảo vệ gia đình họ thôi. Ô, chuyện thiên hạ, mạnh ai nó lo đi, tôi lo gia đình tôi thôi, tôi lo vợ con tôi, cha mẹ tôi, gia đình tôi giàu là được rồi. Ai nghèo, ai chết, ai đói kế bên lân cận thì chẳng bận tâm gì cả, không phải là gia đình của tôi. Và có những người họ chỉ biết bản thân của họ thôi. Ôi, con cái là chuyện của mày, chứ mày lớn mình tự lo chứ, anh em mình có nghèo có liên quan với tao? Ôi, cha mẹ tự cha mẹ lo chứ, tôi sống cho tôi được rồi, tôi cuộc đời của tôi là của tôi sống cho tôi thôi. Thì nguyên nói là mỗi người nó có một cái bảo vệ riêng của mình hết, bởi vì trong đầu của chúng ta đều khác nhau, nên cái lý tưởng chúng ta nó đều khác nhau, và cái sự xôn đột của chúng ta nó bằng trong cái lợi ích bảo vệ. Nguyên phải dùng từ đúng trừ, cái sự xôn đột của chúng ta nó xuất phát từ trong cái lợi ích bảo vệ chứ gì thôi. Nó đơn giản là gì? Cái sự xôn đột ngôn từ của chúng ta, nói chuyện tranh cãi với nhau, nó là bởi vì xuất phát bằng sự xôn đột bảo ích của bảo vệ. Cái lợi ích của bảo vệ nó quan trọng, nên là nó có sự lợi ích trong trọng. Nên Nguyên tôn trọng tất cả những cái sự trái chiều, dù các quý vị là đảng phái nào cũng vậy. Chỉ có một cái điều là Nguyên mong là các quý vị đừng bịa đặt ra những cái sự việc nó không hợp lý. Nó không hợp lý. Cái lý do mà cáo buộc của Tổng thống Donald Trump không phải là nguyên binh, nó hoàn toàn không hợp lý. Nó hoàn toàn không hợp lý. Phải thừa nhận là cái bầu cử vừa qua năm 2020 nó có rất là nhiều chuyện sai phạm. Và bởi vì nó có sự sai phạm nên mới có sự tình nghi. Nó không phải không có sự sai phạm, thí dụ nó không có cái gì hết thì người ta nghi ngờ, không, nó có hàng ngàn sự việc để dẫn đến cái sự nghi ngờ. Và khi người ta có sự nghi ngờ thì tất nhiên là người ta có những cái phán đoán này phán đoán kia. Thì bây giờ chụp mũ người ta kêu là người ta muốn lật đổ cái bầu cử thì cái đó là vô lý. Cái đó là vô lý. Bởi vì tình hình chính trị, các anh dùng chiêu bài chính trị để mà các anh đạt được mục tiêu của anh, đó là mới là sự thật. Mục đích của anh là muốn chiêu bài mục tiêu của anh, các anh muốn đánh cái đòn tâm lý để chiêu bài anh muốn thắng. Ok, đó là thủ đoạn chính trị, anh có quyền dùng cái chiêu đó, người ta kêu là thủ đoạn chính trị. Nhưng cái hành động của anh nó không có đẹp, nó không có đẹp, nhìn nó không có quân tử. Nó không có quân tử, mà khổ là chính trị không có quân tử các bạn. Chính trị nó khổ là chỗ đó, chính trị nó không có quân tử chút nào hết, tiểu nhân không à. Nên nó Nguyên nói là mấy bác nào á nè, nhân đạo, mấy bác nào mà nhân đạo quân tử thì tránh xa chính trị. À, đi làm thiện nguyện, đi làm thiện nguyện ha, thì tốt hơn là dấn thân vào chính trị. Mấy bác tổn thương vào chính trị lắm, mấy bác dấn thân vào chính trị là các bác tổn thương dữ lắm. Nên tốt nhất các bác tránh xa chính trị, các bác làm thiện nguyện, muốn giúp đời đó, giúp người giúp đời thì làm thiện nguyện, đi làm thiện nguyện. Ngoài ra thì cái điều đáng buồn cho cựu tổng thống Donald Trump đó là phó tổng thống Mike Pence đã có những lời vô cùng nặng nề dành cho cựu tổng thống Donald Trump. Đặc biệt là những cái câu nói là ông không nên làm tổng thống, ông không nên làm tổng thống. Thì thấy là sự rạn nứt và dây dòn khối này và cạnh tranh với nhau đang khốc liệt. Vì 7 ứng cử viên của đảng Cộng Hòa quá nhiều. Quá nhiều. Nên bây giờ sắp sửa đến cái giai đoạn mà tranh cãi, sẽ có những cái buổi họp ở trên đài á,
7 người xuất hiện một lúc rồi để tranh cãi lẫn nhau đó, nó sẽ trở thành một cái sự việc vô cùng đặc sắc. Và bây giờ bắt đầu lộ mặt ra, nó không còn nhẹ nhàng nữa, nó không còn dùng những từ lịch thiệp nữa, mà bắt đầu cạnh tranh với nhau và vẫn dùng từ vô cùng gay gắt cho nhau đó, cô chú anh ạ. Nhưng đó cũng là một sự lý thú. Đó là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta ở Hoa Kỳ xong rồi, chúng ta đi bản tin lặt vặt đó đây khắp nơi trên thế giới, và chúng ta chuyển sang qua bản tin của Á Châu chúng ta. Bản tin Á Châu chúng ta bữa nay chúng ta khá là nhiều bản tin đa dạng. Đầu tiên nhất thì cho Nguyên cập nhật cái bản tin mà có một bản tin khá là tích cực mà quan trọng, đó là giữa Nhật Bản, Mỹ và Nam Hàn. Hiện bây giờ Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn đang suy nghĩ một cách liên minh quân sự. Hiện bây giờ chưa có chính thức liên minh tam giác quân sự ba quốc gia này. Nhưng ngày hôm nay thì Mỹ, Nhật Bản, Nam Hàn đang đưa ra một cái kế hoạch liên minh quân sự cụ thể. Cụ thể, thí dụ Mỹ có liên minh với Nhật Bản, Mỹ có liên minh với Nam Hàn, nhưng không hai bên Nhật Bản và Nam Hàn không có liên minh. Trong lịch sử giữa Nhật Bản và Nam Hàn cũng có sự khiêm khích. Nên bây giờ thì họ bỏ qua những cái khiêm khích trong lịch sử, những chủ quyền tranh chấp hay là những trong quá khứ của Nhật Bản, đô hộ Nam Hàn v.v. Họ bỏ qua hết. Họ đang muốn tạo ra một cái liên minh tam giác để ứng phó những cái kịch bản chiến tranh trong những ngày kế tiếp. Thì đây là một cái bước đi mới, là cái khởi sự đầu bắt đầu trong khối Á Châu chúng ta trong những ngày kế tiếp. Thì bây giờ thì vẫn là một cái kế hoạch vẫn đang hợp, vẫn đang bàn. Hiện bây giờ vẫn đang xem xét là có chính thức công bố và trong tương lai sẽ trở thành một cái liên minh quân sự ba quốc gia này hay không. Thì chứ là cứ là thành một cái khối mới ở tại Á Châu, chúng ta, cô chú anh chị em, chính thức là cái khối mới. Thì đây là cũng là sẽ làm cho ông Trung Quốc sẽ nổi cơn điên trong những ngày kế tiếp, nếu nó cái này nó sẽ thành bước thành sự thật. Nếu cái này nó bước thành sự thật thì ông